Yosuke Yamada Nishiki 39. Vì sao nhà sản xuất lại chọn con số 39? Đã trở thành biểu tượng chất lượng của hương vị tinh tế trong thế giới Yosuke tại Nhật Bản. Với kinh nghiệm 340 năm lịch sử làm gỗ sake, nhà máy Tamano Hikari đã sản xuất ra một loại gỗ sake vô cùng độc đáo. Và để làm được điều này, những nghệ nhân kỳ cựu trong nhà máy Tamano Hikari luôn chú trọng đến chất lượng của nguyên liệu, từ việc chọn lựa kỹ lưỡng vùng đất phù hợp để trồng lúa cho đến việc nuôi dưỡng cẩn thận nấm men koji. Đặc biệt, mỗi hạt gạo được các nghệ nhân tính toán tỉ mỉ, xay xát và mài đi chỉ còn giữ lại 39% tỷ lệ hạt gạo. Điều này nhằm mục đích gì? Nhằm bảo đảm cho chai gỗ sake Tamada Nishiki 39 có mùi hương thơm nhẹ nhàng, tinh tế trong từng giọt rượu. Khi thưởng thức gỗ sake Tamada Nishiki 39 tinh hoa này, các tầng hương sẽ lan tỏa trong vòm miệng của bạn. Gỗ sake Tamada Nishiki 39 chính là điểm nhấn đặc biệt cho bất kỳ bữa tiệc nào của bạn.